và sống. Xin kính chào quý vị. Xin mời quý vị cùng nghe bài đọc đức tin với tựa đề Tình yêu là sức mạnh vạn năng. Ngày 30 tháng Giêng năm 1948, Mahatma Gandhi, người cha già của dân tộc Ấn Độ, đã vĩnh viễn ngã gục sau 3 phát súng của một thanh niên Ấn Độ giáo quá khích. Hôm đó, như thường lệ, Gandhi được hai người cháu dìu đi cầu nguyện. Cả một đám đông đang đi theo đằng sau ngài. Bỗng nhiên, một thanh niên từ trong đám đông sóng tới, đâm bổ vào người của vị cha già dân tộc. 3 phát súng bắn xối xả vào một thân thể khô gầy vì không biết bao nhiêu hy sinh cho đất nước. Hinh lặng bao trùm lấy cả đám đông. Người ta chỉ còn nghe được 2 tiếng từ miệng của vị thánh: Rama, Rama, có nghĩa là Chúa ơi, Chúa ơi. Với một cố gắng cuối cùng, ngài giơ hai tay lên, đan lại trong một cử chỉ cầu nguyện và tha thứ, rồi ngã gục. Người thanh niên Ấn Độ giáo quá khích đã sát hại Gandhi vì anh không thể chấp nhận được sự kiện. Gandhi bày tỏ lòng quảng đại yêu thương ngay cả với những người Hồi giáo. 400 triệu người Ấn Độ đã than khóc và đệ tang cho vị cha già của dân tộc. Không khí buồn thảm cũng bao trùm khắp thế giới. Mọi người đều cảm nhận rằng ngày hôm đó trái đất trở nên cằn cỗi và nghèo nàn hơn, bởi vì đã mất đi một người con vĩ đại, một người con đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập cho tổ quốc mà không cần dùng đến vũ khí của bạo động và hận thù. Chính ngài đã từng nói, tình yêu là sức mạnh khiêm tốn nhất, nhưng cũng là sức mạnh vạn năng mà thế giới đang có. Tình yêu là sức mạnh khiêm tốn nhất, nhưng cũng là sức mạnh vạn năng mà thế giới đang có trong tay. Chiến tranh và không biết bao nhiêu vấn đề mà thế giới ngày nay đang phải giải quyết, dường như thế giới chỉ muốn giải quyết bằng bạo động, bằng vũ khí giết người. Sức mạnh vạn năng mà thế giới đang có trong tay là tình yêu, chỉ có một số ít người đang dùng đến. Mục sư Luther King, người da đen, đang sử dụng khí giới của tình yêu. Ông đã ngã gục, nhưng hàng triệu người da đen được đứng lên làm người như người da trắng. Giám mục Desmond Tutu, người Nam Phi da đen, cũng đang đi theo vết chân của Gandhi và Luther King. Mẹ Teresa thành Calcutta cũng đang dùng khí giới của tình thương để cho những người không nhà, không cửa, những người hấp hối, đầu đường, xó chợ được sống và chết như những con người. Tất cả những gương mẫu ở trên đây chỉ là những phản ánh của một tình yêu trọn vẹn hơn. Đó là tình yêu của Đấng đã chịu chết cho người mình yêu. Chính ngài đã nói, khi nào ta chịu treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo tất cả mọi người về với ta. Người Cơ Đốc chúng ta đang ở trong sức kéo ấy. Ngài đã cho chúng ta được sáp nhập vào thân thể của ngài và truyền cho chúng ta chính sức sống của ngài. Người Cơ Đốc chỉ có thể là người Cơ Đốc khi họ sống bằng chính sức sống và tình yêu của ngài. Thánh Kinh suy gẫm: Thưa anh em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Ai yêu thương thì sinh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời. Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ con ấy mà được sống. Tình yêu thương ở trong điều này không phải chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta. Thưa anh em yêu dấu,
Nếu Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta như vậy, thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và tình yêu thương của Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Giăng nhất chương 4 từ câu 7 đến câu 12. Muốn thật hết lòng.